Lẹ ta một chút, mau chóng quăng nó xuống biển đi. Đâm vô bao tử hay nhé, để không khí bên trong ra ngoài, vậy thì thi thể sẽ không nổi lên. Một câu nói hết, thằng ranh Lục Lập Vinh này không tin tưởng được. Em với Chung Thượng Nhân có mối ân oán gì vậy? Tại sao em lại giết ông? Ông già đó trước đó từng làm việc cho Từ Thục Quyên đã nhiều năm rồi. Lần này ông về đây, chắc là ông nghĩ cái chết của Từ Thục Quyên có liên quan tới em nên muốn trả thù giùm bả. Yên tâm đi, bây giờ Chung Thượng Nhân và Lục Lập Vinh đều đã chết, manh mối cũng bị đứt luôn rồi. Trương Văn Kiệt này rất có nghĩa khí, lần này anh giúp em, cái mạng của em thuộc về anh. Sao anh không cho em biết anh có bệnh vậy? Bác sĩ nói anh mắc bệnh bạch cầu cấp tính dòng tủy, phải để có tủy xương thích hợp để cấy ghép. Anh cũng không dám mong có kỳ vọng gì lớn lao. Yên chí đi, em quen thân với bác sĩ ở đây lắm, chắc chắn họ sẽ chữa khỏi cho anh thôi. Em nên biết phẫu thuật sẽ có rủi ro, bây giờ em hối hận cũng còn kịp đó. Anh hai, không có anh sẽ không có em như ngày hôm nay. Nói tóm lại, nếu như anh cần gì em cũng sẽ cho anh.